Thưa quý vị, gần đây, ngoại hình của Tiêu Chiến càng ngày càng thăng hạng. Tiêu Chiến trẻ trung và rất đẹp trai. Với mái tóc dài, Tiêu Chiến mang đến nét điển trai phong lưu, lãng tử, thực sự rất cuốn hút. Trang phục đi làm thường ngày của Tiêu Chiến khá đơn giản. Anh thường mặc trang phục tối màu, có khi chỉ là quần sóc và dép lê, hoặc đi tông tới phim trường. Hiện tại những tấm vải đen dùng để che chắn, mỗi khi Tiêu Chiến đi làm, đều không còn thấy xuất hiện nữa. Vào ngày 14 tháng 9, lúc 7 giờ 23 phút sáng, Tiêu Chiến mặc đồ đen sải bước ra khỏi khách sạn, lên xe và đi làm. Chiều 14 tháng 9, Tiêu Chiến trở về khách sạn sau nhiều giờ làm việc trên trường quay Anh Hùng Xạ Điêu. Anh ấy tới khách sạn vào lúc 20 giờ 6 phút. Tiêu Chiến mặc quần đùi, đi dép lê, nhảy ra khỏi xe và sải bước vào trong sảnh. Hai tay anh đút túi quần và bước đi một cách linh hoạt. Sau một ngày làm việc dài, Tiêu Chiến vẫn có thể trạng và tinh thần thoải mái khi anh ấy trở về khách sạn nghỉ ngơi. Không chỉ những tấm vải đen khổng lồ được nhóm của Tiêu Chiến cất đi, mà ngay cả đèn ở tiền sảnh cũng không còn phải tắt nữa. Tiêu Chiến đã quay về với quỹ đạo thường ngày của anh ấy, ung dung đi làm và tan sở mà không cần che chắn gì. Lịch quay phim của Tiêu Chiến vẫn còn khá dày và anh ấy vẫn làm việc nhiều hơn 10 giờ đồng hồ mỗi ngày. Họ đang cố gắng hoàn thành việc quay phim theo dự kiến để có thể thuận lợi phát hành bộ phim vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. Vào ngày 15 tháng 9, cô ấy đã phải vượt qua hiện trường rất hỗn loạn tại sân bay. Nữ ca sĩ bị rất đông người hâm mộ vây quanh chen lấn và la hét. Theo những người chứng kiến, Lisa xuất hiện ở sân bay mà không trang điểm. Khi nữ ca sĩ đang di chuyển, bất ngờ một người hâm mộ đã ném que cay vào mặt Lisa. Từ phản ứng của Lisa có thể thấy, hành động đó của người hâm mộ đã khiến cô vô cùng đau đớn và phải che mặt. Nhưng rất nhanh, Lisa đã kịp trấn tĩnh và cô vẫn mỉm cười thật tươi. Một số người cho rằng tình trạng hỗn loạn này là do người hâm mộ chưa chấp nhận được việc nữ ca sĩ đã biểu diễn năm show tại Crazy Horse, quán rượu mang tính biểu tượng của Paris, Pháp, nơi nổi tiếng với những điệu nhảy thoát y. Điều này khiến đại bộ phận người hâm mộ của nữ ca sĩ lên tiếng phản đối. Trạm Tỷ, người đứng đầu nhóm fan Weibo với hơn 50.000 người theo dõi, đã tuyên bố xóa mọi hình ảnh, ngừng ủng hộ cô. Tin tức gần đây cũng cho biết Lisa từ chối gia hạn hợp đồng với công ty quản lý. Nhiều người cho rằng cô nàng đang muốn lấn sân sang thị trường Âu Mỹ và muốn bứt phá bản thân trở thành một ngôi sao toàn cầu. Lisa là thành viên của nhóm nhạc nữ Blackpink, một nhóm nhạc nữ thành công nhất ở châu Âu và châu Mỹ. Cô là một nữ rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công người Thái Lan và cô cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm. Lisa có số lượng người theo dõi trên Instagram lớn nhất trong số 4 thành viên với hơn 97 triệu tài khoản theo dõi. Blackpink hiện đang bước vào giai đoạn quan trọng khi họ chính thức hết thời gian hợp đồng với công ty quản lý tại Hàn Quốc. Nhiều tin đồn cho thấy Lisa đã từ chối gia hạn hợp đồng trong khi các thành viên còn lại của nhóm vẫn đang thương thảo với công ty. Tuy chưa có bất cứ thông tin chính thức nào được tung ra, nhưng nhiều khả năng Lisa sẽ thực sự rời Blackpink và phát triển độc lập tấn công vào thị trường Âu Mỹ.